đặc biệt là công tác cán bộ, tiếp tục được coi trọng, coi đúng mức hơn với vị trí vai trò là then chốt của then chốt. Có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao, gắn kết chặt chẽ với công tác vận dụng chỉnh đốn đảng nói chung, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm minh những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, bất kể người đó là ai, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.